Đức Phật dạy không có điều chi vô cùng cực của tội ác, không gì hơn bất hiếu. Không có điều thiện tối cao nào hơn người con có hiếu. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Tổ Đức có dạy: mộc tùng tăng trưởng, thị tự quy tâm. Có nghĩa là cây có cội mới sanh cành trổ lá, nước có nguồn mới của đất rạch sông. Có người cũng có tổ tông ông bà. Nếu mình hiếu với mẹ cha thì con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình năn ở vô nghị, đừng mong con hiếu làm gì cũng đâu. Thật vậy, thân ký bất hảo thường hà hiếu vi. Nếu mình bất hiếu với cha mẹ thì đừng mong con hiếu thảo. Hôm nay đạo tràng tình thất linh viên, chúng tôi ghi lại trường bắc kinh cụ quyền thất tổ xa nhân dịch giả tu sĩ Đức Thiện Hoàng, để cho quý năng lượng Phật tử không có thời gian lập đàn cúng tế đi chùa lễ Phật. Quý vị nghe được lời tiếng kệ này, hầu thức tâm tu tịnh, cũng như con cháu thiết thiếu kinh với ông bà cha mẹ, sẽ đến hồi hướng cổ quyền thân tọ được siêu thanh bát nạn tâm đồ của mong giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu thất tổ cổ quyền lễ hầu tịnh tái sanh na tiền tử tôn. Lễ cầu tại cho
dân mùi hương thơm. Đông Tây Nam Bắc Trung Nam mọi nơi mọi hướng mùi thơm hương trầm. Tự tôn nguyện giấy đâm đâm ngay hàng thẳng lối tay cầm thủy dân. Quả qua tươi tốt rượu cần cháo con bạch lễ kính đi dân cao trầm. Nghĩa tình thất tổ cao sâu ở thăm nghĩa trọng như bầu Thái Sơn. Bảo toàn lập trị hạ ngoan ở sau thất tổ Thái Sơn thất bằng. Hãy dạy con gánh nặng hoàng ông bà tiên tổ thất bằng lệnh con. Hương đăng năm mươi cúng hồn linh ngày đêm tất cả tử tôn kính hầu. Dẫu rằng nội ngoại nơi đâu lòng thầm có nguyện ứng hầu giác lai. Bạc ngân tiền của quanh tài chỉ cần hiếu thảo gái trai một lòng. Nam mô thất tổ tử dân trở về hộ độ trong lòng con thơ Nam mô A Di Đà Phật. Cuối sinh thất tổ tổ phụ long đăng quả thánh thần tiên nhân bồ tát tình tiếng đời trước tạo phước tạo ân nay được phong thần đặng danh gia võ đừng bỏ các con tự mất bọn còn tự con bọn cháu giả thảo lòng ngay ăn trai niệm phật chân thật tâm tu thất tổ hộ phù đường tu giải thoát nhỏ giọt kiếm thân dạy dỗ tứ ân con cháu của bần định thân đợi trước tiếp ta bước nói gương thường tái ước quy phóng ma hợp đạo dương gian lớp lớp hạ hàng giá can tai biến lắm tiếng thể cứ nhiều nghiệp dị kỳ lắm ly bi đang thất lạc họ hàng đắp cả thế gian tiêu tai gia quyến xôi khiến quỷ thần không chỗ định thân cơ bằng khổ hại biết phải làm sao. Bữa cháo bữa rau cha mẹ nơi nào ở trên nội tổ phù hộ cho con trong lúc sắp tòn no hạnh phúc nhẫn nhục hiền lương xả nghiệp tai ương cũng thỉnh tử đường ngũ phương chứng lễ cáo kể thi văn lập sớ thể rằng hoàng thiên tại thượng thất tổ tại thiên cổ nguyện tại thế nội ra ngoại tại gia cha mẹ tại nhà chúng mình
mình thờ. Con nghiêm thân tổ ủng hộ cháu con lễ thức đồng tròn. Chúng con biết lỗi tạo tội tròn gian tay thiên sổ sàng giả lấy trong hàng cũ quyền thất tổ. Nhất ngộ tận tâm không dám lạc lầm mong bội nghĩa. Em ta đi đâu kẻ đấu người chào hợp dẫn lạnh nhau dòng họ xem sao để hai màu chẳng đem ta đi cãi mất nghĩa để chết na tai yên bất bình quên sanh đi công chuyện. Sao kể
trọn bạn biết bao nay ước sang giàu. Dành lấy ca vô quý lại đầy của tiền khinh khi trời đất. Đất mất lương tâm làm chuyện lạc lầm. Tham dâm tổ sắc thất mất mẹ cha nội nàng ông bà. Thật là trái lý. Vậy à ấy có tiền thông kia thông để chính dễ anh em cứ tưởng người thèm. Tiền anh đạt chiếm lâm tiếng miệng khinh ngon ngữ bất bình. Do sạch vô lỗi có tội mẹ cha. Hiểu tư thanh cải ly giả tham sân không thể sống gần họ hàng gia quyến lắm tiếng thị thi ỷ nữa linh khi coi đẻ cô gì bà con chú bác tạo nhiều việc ác. Lạc hướng Tây nay được tấu đầy, về đây lên lối cho người bạc hỏi cho kẻ tiền dây. Đạo A Đức mở phái nhiều của tiền tài, coi ai cũng nhỏ quên bỏ tổ tiên. Không tưởng cũ quyền quên cha phục dưỡng quên tưởng mẫu thân lâu lắm không gần. Lìa thân xa xứ này tự quên mình mà tận lượng phú vinh quá đẹp quá xinh vô tình quên hết. Tâm na nết như hiền học nội tổ tiên giao huấn phủ quyền mẹ cha dạy dỗ. Cầu tiêu tan tất cả tan giả nát lòng các vị sư ông. Tương dòng lệ đổ đau khổ cháu con đức tâm không còn lễ nghĩ con mất. Bỏ đất đi đâu gây thảm gây sầu. Quên đi thuộc giáo dạy bảo từ xưa. Nay ra cố chừa bỏ thừa chi nữa mau sửa đi con. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu con lại cố quyền thất tổ. Con dập đầu dập ngộ từ đây. Say ai con biết cả lỗi quá đầy tội mang. Tội bất nếu nhanh nhanh hỗn ảo. Thật chăm lo theo dấu cũ quyền. Phạm điều thất chính tổ tiên. Thật là sâu mỏ của thiền biết bao. Còn cô gắng tu mau kéo trễ quyết tự đây kính lễ ông bà lập nơi đàn sáng hối tại gia cuối sinh thất tổ ông bà chính cho con xa xót nắng đi lo sợ hãi tạo lỗi nhiều phải biết làm sao. Nguyện cầu thất tổ trời cáo khoan hồng tha thứ con nào dám quên. Con chi dấp đắp đợt công đức tạo dựng lên một
bất cơ đầu. Lòng mà thành dở chở nam mô quy sinh cha mẹ thì có hương tình. Đầu con lại cung nhìn bái lễ con hết lòng tiếng thệ mẹ cha. Anh đã đang sang nói tại nhà cố quyền tất tổ thứ tha một lần. Con xin hứa lấy thân tạo phúc ma quyết từ đây trong độc tỏ tình. Ngày đại con phải mến thương em vinh để lo được cho nhau. Không có dám hay nào đen trắng lời dạy truyền lặng lặng mà nghe. Việc ta gì cũng phải chở che chìm dài chắc đi nặng đặt về câu ca. Xưa lầm lỗi chẳng qua không hiểu đầy đủ điều tội kiếp qua mà. Làm cho sáu cột gia trang bây giờ thức ra tỉnh bản hoàng biết bao. Con làm lỗi đời nào đi đến dưới nghiệp đời như nhện văn tên. Lỗi lầm không biết làm ngơ tạo thêm cái quả ở thời phải mang. Tội gây lỗi con đi đàn trao lũ hoa cô nhắc chiều kiểu rổ lẫn nhau. Phải chi tạo đức thâm cao nào ngờ bảo tội đổ nhau trên dầm. Trong tạo thiện chân lập chân thảo không chịu nghe dạy bảo cha ông. Bất nga tung mà lại một lòng bất nhân bất hiếu thân vô cùng. Kẻ hung ác tôn sùng tôn bái người hiền lương tâm cải lôi thôi. Ai nâng sân hối muốn rồi còn ai đâu nữa than hối đi đọc. Sao tâm sửa tính thông tâm tâm sao không lo xa lắm hận thù. Để cho đức tánh mở lối thương thải cho cháu mê mù biết bao. Không có biết ngày nào con trở ra mở cho con thấy nở thế gian. Bỏ đi muôn nữ sổ sàng tập lệnh sang xuống dẫn an đạo đồng. Vợ đức tâm tâm tình chồng vợ tạo nhân quà mối nở tình duyên. Sống mà chung phu hổ nhân nghiệp tạo ra di tử giải truyền chân môn. Khi đến lúc lớn khôn thâm nghĩa không bao giờ mai nghĩa một ai. Đó là khi sắc như tài gió trong dạy dỗ hoặc khai
lúc đầu. Đẹp như vậy giải sầu giải khổ, sống với đời bao bổ nhiều hơn. Không hề biết quan biết hờn, không ham cao thấp chẳng hơn với người. Đẹp như vậy vui tươi biết mấy, làm cha mẹ cảm thấy vui lây. Cháu à con nhớ nghĩa đủ đầy, bảo nhiều hạnh phúc sum vầy gia môn. Sống như thế bảo toàn gia quyến, trong họ hàng được tiếng thơm lây. Cũng nhờ cha mẹ tổ thầy truyền cho tâm trí đủ đầy sáng tâm. Hè cố gắng một lòng giả thảo hoa, đang có nghĩa khuyên bảo mẹ cha. Phát ngơ tâm trí sáng hải hà quán minh, chân trực biết ta là người. Tâm trạng sáng vui tươi biết mấy, lòng từ bi như giấy trôi sông. Sinh dân con cháu đại đồng, trọn nhân trọn nghĩa tinh thông tinh đồ. Không giống người hồ đồ nhập tế tử, chỉ biết lo tâm sự mà thôi. Gặp ai cũng móc cũng môi cưới cùng, cũng chẳng thấy lời tâm tha. Sợ việc đó đừng ham con hỏi đi, mắng giết người con ở hay sao. Con về tâm thấp tâm cao, tâm hơn tâm kém lọt vào lưng mê. Con lúc đó kể biết mấy, đường xa trong có thấy đặng đâu. Mất đi loài ngõ quay đầu, dốt thân tội lỗi ăn sâu trong lòng. Gieo nghiệp quả chết chồng lai lắm, cũng do con tay sắp tay mình. Ô mê tâm tâm nơi mừng, đến khi nghiệp đến hưng hưng lị hồng. Tại con gieo chết chồng tội lỗi, con tưởng là không tội mà thôi. Con à không chịu nghĩ xét soi, những gì con tạo vừa rồi ra sao. Thiện với ác thế nào phân rõ, con làm ngơ con bỏ thì thôi. Bây giờ thức tỉnh muộn rồi, còn đâu chi nữa xét soi thương tình. Nay thầy dạy chúng sanh nhớ rõ, giới lành hai ngõ phân chia. An gian đau khổ đậm đìa, hiền lương đức độ ngõ kia rạng người. Không nhớ rõ giải thờ quá đổi, không chịu nhìn học hỏi tổ tiên. Cho nên đức tâm không hiền, bảo thiên nghiệp quả đảo điên tới bờ. Sao con dạy con thờ quá đổi, sao con không học hỏi
hỏi cha ông. Dạy con yêu thảo đạo đồng, dạy con thần tánh tình thân giáo màu. Cho con khởi buồn rầu đau khổ, cho tâm con giác ngộ chánh minh, để con khỏi phải bạc tình, khỏi mang nghiệp trước tâm linh dạy dò. Nhiều lúc ra trước lặng mò học hỏi, thì bây giờ khỏi tội đã không. Thương thay con cháu đại đồng, bây giờ dưỡng nghiệp khó ông giải trừ. Con nhìn thấy những người chơi giả, sống đến già có quả gì đâu. Tại vì người hiểm thấp sâu, cho nên người giải nghiệp sầu dương gian. Sống như thế gian nhà không hỏi, sao con hiện lại nở quên đi. Tạo thiên nghiệp ác lạ kỳ, để con vướng phải sầu bi dạo lòng. Tạo nghiệp khó mong khó kiếm, biết chừng nào về kịp quê hương. Kiếp hồi sáu ngã lưng thường là con quên mất con đường về quê. Lưng giấy kiếm ngay về khổ lắm, biết chừng nào gọi tóc cho xong. Lần hồi kiếp kiếp lòng vòng, kiếp bên người kiếp thú ham mong nổi gì. Quên thượng cảm cung dưới thiên đất, quên đại vàng cầm vật vô tri. Quên lương tránh tương mới kỳ, không sao nhớ nổi những gì thiên linh. Quên đức chi tâm, quên mình ai cả, quên số phận xa cỏ dương gian. Quên luôn mẫu hậu phụ hoàng, quên luôn tâm tử hạ sang là mình. Đó là tại chính mình quên lãng, cha mẹ thầy có giảng con nghe. Nhưng con tưởng đặng thơ về, ba ra kinh sang để đe dọa mình. Thật thương tiếc cho tình quá đổi, tâm nghĩ suy mau dội nghi ngờ. Cho rằng thầy tổ đề thế đem ra, võ con thờ chung gian. Lại ích chi trăm ngàn tiên tổ, mà đề thế dụ dỗ các con. Chẳng qua muốn sẽ an toàn, khỏi xa ngã quỷ đặng con hướng nhờ. Những con lại dạy thời không hiểu, tạo tội thiên chẳng chịu ngừng tay. Nên con phải chịu khổ hoài, làm sao có đặng một ngày an thân. Con muốn sống được gần tiên tổ, dạy cho con giác ngộ tâm linh. Nhưng na con lại quá vô tình, những lời dạy dỗ không tin chút nào. Nếu muốn cứu không sao thể cứu, suốt đường dài tâm ngộ u mê. Làm sao khi ngõ lối về, phải mang số phận não nề đi ăn. Phải chịu cảm đắng cái chua số
tam chân hò tiêu hò năm tinh. Làm sao tiên tổ kéo thầy để đưa con cháu thoát đi ngục hình. Tại con cháu vô tình vô nghĩa, lời dạy chuyện mai nghĩa lôi thôi. Ăn năn con đã muộn rồi, xót xa số phận nói thôi tham sầu. Con có lại bố cầu thiên tổ, nói rằng con chắc ngộ hôm nay. Không nam dân chắc lâu đài, nguyện cầu thất tổ lai phú hồn. Để bảo đảm sức đi tòm mãi mãi, nghiệp chê to đất trời cao, dẫu là thiên thắp cú nào đặng đâu. Gieo nghiệp thưởng đà quá ác, gieo nghiệp làm giải thoát khổ thiên. Sao con không chịu làm thiền, ngày sao có được khổ thiên phú hồn. Ba con hiền đầy đủ lục căn, hồn thiên con được siêu thăng, trở trở về tiên cảnh gió trắng nhàn. Mở mắt thức nghi hoàng rực rỡ, cõi an nhàn con não bỏ sao. Khi phố xá nhà cao chỉ trong mặt mắt chớ nào bận lâu. Đâu có ai mọc đầu sống mãi, đâu có ai cải số lịch thiền. Thái gia đổi sắc giữ tiền, suốt đời không chết giữ nguyên bao giờ. Đâu có ai sống đời mãi mãi, đâu có ai chạy số tử sạch. Làm sao có được ngàn lần tổn đời, tổn kiếp chỉ sanh một lần. Dẫu ma thân tiên thần xuống thế, cuối cùng đòi bỏ thế ra đi. Không sao giữ nặng một khi muốn là tùng thế có chi mà bền. Con giữ được thoát lên đài cát, được Phật trời tâm mát mà. Đó là mới biết thân ta trọn đời vĩnh cửu hải hà thân thiên. Đến lúc đó bình yên sung sướng, không còn lo nghiệp trước bi nhân. Còn trong thang chân thở dài, còn trong buồn bã những ngày dương gian. Được tươi tốt an nhàn hướng lạc, quá hào quang dạo mát khắp nơi. Nhẹ nhàng tâm trí thảnh thơi, không còn vướng bận nợ đời đi ai. Chân quan đã đổ tài đổ sắc, đi hay về tất ta tắt mà thôi. Không còn so kiếp lưng ngồi, không còn vướng bận nổi trôi dương trần. Còn sống sướng hơn thành hơn thánh, được vào ra phong cảnh tiên thiên. Ngồi trung thân tổ phụ quyền, an nhàn khoái lạc giữ nguyên đời đời.
nay thất tổ tỏ lời thuyết giải cho cháu con phải làm theo, giàu cho sung sướng giàu nghèo hay là khổ đói cũng theo mà làm. Đành thật chấp mê ham tiền có đừng dẫn hờn chữ hùa ngang, đừng nên nói đánh nói dài nói hòa nói lại đỏ đài tâm linh nam mô A Di Đà Phật. Đại tâm linh đừng sĩ nhọc kinh khi cô bác, đừng tạo ra điểm ác nghe con, tuổi đời còn dài còn nó gây nhiều nghiệp quá biết còn hay không. Down.
vui lại ơn trên tiên tổ. Nay cháu con giấc ngủ tâm tình tôi mong tiên tổ rộng tình thương dùm con cháu thì kinh cụ quyền. Nhà hồng phúc nhân duyên thánh cơ bảo cảm hóa gần giác ngộ chúng con. Dẫu rằng lội suối đèo non thề không nản chí lạp tròn lớn căng. Lòng nước ta nguyện siêu thân chân giả chỉ mong rằng khỏi đỏ linh. Nguyện cầu thất tổ rộng tình ban cho con cháu chắc minh tỏ tường. Nay chỉ muốn con đường giải thoát nhờ cụ quyền nhỏ giọt thân. Hiểu rằng đạo nghĩa tứ ân họ thân một thể được gần bên nhau. Muốn giải thoát không sao thể thoát mà muốn diệt từ nhỏ giọt lệ châu. Ước mong thiên thảm thiên sầu dằn tâm không nổi phố đầu lộn canh. Có lắm nghiệp siêu thăng quả kiếp mà chưa biết rằng về kiếp hay không. Hiện nay đang đứng giữa đồng thế giới la lẫn giữa sông như tầm. Nay sắp sửa đến gần cái chết cầu ý thân mỏi mệt biết bao. Thân sanh đổi sắc đổi màu hồn linh cảm thất dạt vào thôi đưa. Thân thọ đi mới vừa giữ giới lòng hiện lên chỉ mới phát sinh. Sợ hồn thân được an lập hồn lìa khỏi sáng quá sắc thế nào. Con lo lắng xôn xao sợ hãi không biết rằng con phải làm sao. Làm gì mới được thanh cao, làm gì mới được liệt vào trung tiên. Tâm giới dẫn lý thiền buồn ta sợ đạo màu dân ngã lên thôi. Sợ là thì giới thông trôi tạo thêm cái tội lưng hồi dương gian. Nay con cháu lập đàn hương án nguyện giải trừ kiếp nạn hôm nay. Mong cầu thất tổ hoằng khai ra công chỉ giải nghi hài tử tôi. Mang dở dở linh hồn đất pháp thì cháu con đợt đáp ra sao. Học rằng tạo lý chí cao chúng con cũng chẳng ngại nào bỏ qua. Chưa bao nhiêu mẹ cha dương thế cảnh hơi trầm đáp đáp để bỏ tiên. Bảo toàn gia quyến bình yên sống còn cổ bác sống hiền thương nhau. Rồi còn phải dồi cao đạo đức hết một lòng kinh thần kinh minh. Đêm thầy thì giới thọ kinh ngày thầy cầu nguyện chúng sinh khó nàng. Rồi báo tới gia đình
tầng hỗn độn sơ khai. Chúng con thì giới trường trai thành tâm cầu Phật Như Lai chào lòng. Xuyên qua lẻo lại mắt tâm khổ sầu.
không còn biết quay đầu tao chết. Lòng hiền lương cha thật giấu đi, âm ngon thầu thiết vị kỳ là cho mất nghĩa hiếu như tôn liền. Công gì có gì tiền châu báo, hấp nội thất đạo vô lương, làm điều nghịch lý lịch thường. Chạy ra thảm quả khóc than tương tàn, nay tỉnh ngõ ngỡ ngàn gia thiết. Điện lỡ rồi phải biết làm sao, hết hồn phải ráng tu mau lấy công chuộc tội chớ nào dám quên. Gây ra tội lỗi tại mình, bây giờ sám hối nguyện xin cô quyền. Thiền chân pháp mở xiềng mở xích, tạo nghiệp làm tóc hết tâm mê. Chỉ mong tìm ngõ lối về, tìm đường đắc giác cận kề tiên nhân. Mới có thể giải hòn giải quán, mới thoát đời ngạo bán đi đường. Từ giờ cố gắng ăn chay cho tâm thật tận miệt mài công phu. Cho đôi tử nhau như chi quất, cho lòng mình chân thật hiện lương. Quyết đi cho toàn phận đường, hoàng đời còn lại tây phương hướng về. Sống còn nghĩ ham mê chi cả, không mong mình xa đỏ chỉ mong phạt giới tu thì chỉ mong ước nguyện tối toàn đời. Nay tỉnh ngộ thức thời tâm giác, tạo nghiệp lành quả ác tiêu tan. Không thiền không não không tham không còn dưới bệnh thế gian lỗi lầm. Sống còn nghĩ lương tâm bất chân, sống còn mang bất hạnh năm mâu. Đó là giải thoát ngục tù, cũng là giải nghiệp mở lối cho mình. Không còn sống vô tình vô nghĩa, không còn tâm mai nghĩa kinh. Cuối cùng cũng chẳng được gì, không còn vướng bận sầu bi trong lòng. Giải nghiệp chướng tâm đi thông minh dễ, không còn mang nghiệp quả kéo kỳ. Quá đời còn lại quy y cho chắc ăn quả để đi trở về. Có nguyện hứa thiên thề thất tổ, lòng thầm tâm giác ngộ hôm nay. Nơi này cả gái lẫn trai thể nguyện một dạ học bài thơ kinh. Mong thân tổ mình con cháu hoa, xuống cuộc đời hiếu thảo ôn sinh. Giúp cho ba tấm dạng người hiểu được cảm giác vui tươi trở về.
Phật Tổ Bồ Đề chỉ nói đường đạo tu là mỗi thân có duyên sẽ được đến gần giảng dân một thể xuất thân thanh hiền. Đầu cuối lại của quyền Phật Tổ, nay chúng con đạo màu thầy tổ có dư dạy thiện có cháu dạng người siêu thăng đầu cuối lại thượng bằng ngọc đế nay chúng con đắm lễ hòa thiên ba cho thân tổ tử quyền ngã phàm giải gỗ đạo đầu cuối lại kiếm thân quả nay chúng con trần tấu cùng dư cùng nhờ đức mẹ thì ban cho thân tổ được đi xuống trần để dạy dỗ dân ngộ thất tâm kẻ ác nhân không ai còn nghĩ quán nghĩ hờn không còn tâm chấp thua hơn nữa rồi ơn đức đó còn hồi nhớ mãi do vua tiền cũng giải ban ra cổ quyền thất đổ mẹ cha cũng nhờ quả máu đổ mà siêu thăng đầu cuối lại viên đăng bồ tát dùng đèn trời khai giác cho con thân tâm trí huệ lộc bồn tu nhân tâm lý đức và con linh tầm thề bát giả hết lòng ghi nhớ còn cô cả đời muôn thở đừng quên từ đây con cô đắp hàng tạo cho vững chắc vững lên thiên đàng đầu cuối lại thiên hoàng tôn sứ nhớ thầy cũng sợ bấy lâu dạy con biết quả địa cầu biết đường tâm tử biết đâu là mình biết giả ngã muôn ngàn muôn nẻo biết giữ mình thật dẻo tâm dai biết lo tiền giới mỗi ngày biết tiền phật pháp đất cao giải trần biết làm mắm vui tươi hạnh phúc mà biết cuộc đời trong đụng ra sao biết nhân biết quả ra vào biết đường pháp lý tổ tu sao lạ thường chờ ta có con hằng mãi biết không bao giờ con biết tay nhất tâm một dạ học hoài quá đời còn lại đắng cay mặt tình sẽ không biết vô mình vô ngã nay rồi con đã bất tâm học sao đừng để lạc làm học sao đừng để trong tâm dậy dò không còn sợ đắng đó đi nữa không còn đường chọn nữa thầy ơi không còn người lính nên chơi dốc tâm học đạo để chờ mai sau thượng lăng tác đủ màu đủ sắc được tổ thầy nhiều dắt không trung sương dưới trong giả vô cùng an nhàn ngộ lạc chiếu tung trọn đời con mãi mãi tu
mặt hôm nay. Hầu quý lại các ngài thiên thánh, nhờ các ngài nhận lãnh binh thiên, độ cho lâm chúng tu hành, hộ cho ta tấm tận niềm vui. Con đã thấy nằm ngồi trong sương, con còn lo phải hướng niềm trần. Giờ là toàn Phật thắm á thân, con nhờ thầy mẹ thắm thần ba châu. Hộ gia thắm ấm no hạnh phúc, hộ gia đình đông đúc cháu con. Sương vui trên dưới dù toàn tâm tầm, giả thảo các con hòa đồng. Nhà hạnh phúc tiên ông ba phước, nay tớ con tiên ước nói vương. Xong sao cho con Phật đường hoàng đời, còn lại tái nguyên diện tình. Tạo con cháu khác như đồng hải, tạo tự con họ mãi nam sơn. Dẫu qua cho biển cả non sàn, còn đời đón biết khi ơn phụ nguyện. Đầu cuối lại thiên tiên nội tổ, lễ cẩn thận ngoại tổ lục chân. Hai giai con nhấp mạng hoàng, nửa đời nửa đạo thế dân báo đầu. Xin nội tổ bàn màu chân giác, mở cho con ngủ giác lực căn. Hạnh thiện giải thoát siêu thân, cần kề nội tổ một lần lâm qua. Xin ngoại tổ ban ra chân pháp, dạy cho con quy hạt. Đáp thành chánh giá thành tiến về, còn thân tổ cố quyền siêu sanh. Nửa thượng là an lành thượng giới, được trọn đời nơi ở thiên nhiên. Không còn đạo thế lý thiền, không còn khổ sở đạo điên dương trần. Được phong thanh không phần tin tưởng, được an nhiên thỏ hương bọt tâu. Sướng vui trong cầm tay lầu, không còn đau khổ tham sầu ung dung. Nam ma mô quyền cung cao thượng đế ngọc hoàng đại tôn. Nam mô vô diêu thầy kim mẫu vô cực từ tôn chánh văn. Nam mô vô phủ huyền thất bảo tôn. Nam mô minh châu ngọc tướng thiên tôn. Phật đạo đà tam tòa mẫu chúng. Lòng thầm gái mất tiên, cố sinh thánh tổ phủ quyền trung trôn. Ở trên thân tổ cao dày chính
cho con cháu nơi này đậu sinh. Giải từ xa hết tình tình bốn ba khắp xứ lũ linh nhị thiền. Con nhà thất bỏ tờ duyên, quá thường bảo hộ của tiền đủ anh. Nghiệp dài cả ta nặng, hoàn bằng còn khó hãi anh nâng ngủ màng. Tiền mở căn nghiệp quả mở tiền trong tâm. Bây lâu con đã dập mặt tối đầu trận chưa mỗi năm mỗi điều. Lấy tiền đã biết bao nhiêu tràn trề nghiệp trước đủ biểu hàm quan. Nhưng mà không chẳng được ăn cửa nhà của cái bạn qua hết trầu. Tâm thân bị cuốn bị trôi nại đây mai đó đứng ngồi không yên. Tiêu tan chặt chất của tiền nhà cao sập đó giữ nguyên không còn. Lãng loài tất cả cháu con mọi nơi mọi nước mọi ngọn cả thân. Người đời còn tất thua hơn, làm sao sống nổi qua cơn nạn này. Cuối sinh cha mẹ tổ thầy cũ quỳnh hết tổ đại mấy trời. Đổ con dạy hết thảm thê bỏ hết não nề bị nhỏ dòng châu. Hiện giờ thân khổ nơi đâu con lại con cầu nguyện giải gian sinh. Cổ liền hết tổ chứng minh bạc cho con tử nghĩa tình thâm sâu. Cháu con lễ bái vọng cầu lập đàn hương thân hầu tôn sinh. Cô cho con cháu dạng người thoát dòng tục lệ núi tươi rộn ràng. Lại cầu thất tổ hạ sang trở về ân chứng các hàng tử con. Nam mô Càn Khôn Đại Đế Tiên Thiên thất tổ cảm ứng chứng minh. Nam mô Tịnh Diệu Thiên Đế nội tổ cố quyền cảm ứng chứng minh. Nam mô Chư Thiên Tạm Thiên ngoại tổ cố quyền cảm ứng chứng minh. Nam mô Thiên Tổ Đại Cố Cụ quyền cảm ứng chứng minh. Kính lại cố quyền thất tổ, họ đáp ơn bao bọn sanh thành. Con quy Phật tu hành cố quyền thất tổ lòng thành chính chi. Nói theo hành từ bi của Phật, bỏ những tật xấu xa, trao dồi đức hạnh thuận hòa đạo thành của độ mẹ cha phụ quyền. Nay thần vật hiện tiền danh tướng
không tạc vì con đau khổ tâm hận thiện chi. Cha mẹ rất từ bi hà hải, nội ngoại đồng bác ái tình thương. Cổ quyền chất tổ đồng nương tử đời vô thể hoa lược kiếp sinh. Con này luôn đáp trong lao đàn ơn đã nghĩa thế nào cho sống. Lời Phật đã dạy mang tâm biệt thổ, cõi ta bà không chỗ giữa thương. Chúng sanh vì bởi tình thương, tình năng tình ái mà thương nghĩa chồng. Để ái hà con vì ta ngã chấp ta tham lam sân hận cũng là si mê. Nhân tội lỗi không hề giúp bỏ được tự sanh nên có bước ra. Làm con muốn cao mẹ đạo cầu nguyện, cầu cho tất tổ cổ quyền siêu thân thành đi đâu kiếm đủ đầy. Hai môn đáp trong thầy dạy dỗ hay đọc thân tổ cổ quyền. Chúng sanh tất cả các điều thì nên có đại lợi nguyện độ tha. Chưa sinh thế địa xa khỏi tộc, sao nghiệp tiêu lọc dục tánh tạp. Chẳng còn ước tưởng nguyên ngàn tâm tâm thâm tạch giả lắm giữa kề. Tổ chức đăng bộ về tâm quả độ chúng sanh tất cả siêu thăng. Giờ là tổ phẩm thể tật là phương đã nghĩa đáp bằng công lao. Ai nhớ tử mau mau đi ra muôn đất đàn nói nở từ xưa. Thì nên tu niệm sớm chưa cầm dài quá mãn phước thừa báo ân. Phẩm tình con mới đọc rồi xin đem hồi hướng cầu đồng thế gian. Nguyện cho dương thế bình an. Năm xưa ba cõi Tây Phương mau về. Người người thoát khỏi trầm mê trong thầm quả giác về đề đạo tâm. Chính kể thiên đời ít lợi chúng mà nhớ trao người khác được nghe tình. Ông mà chúng anh tâm bọn chi phước phá ba thì dốc chúng các bạn chung. Chúng ta cầu nam nữ gái trai chúc cầu linh tử cặp ái tu trì. Bài đến trong cha sanh dưỡng nghĩa mẹ hiền mang mạnh đẻ đau. Nhớ ơn quản dưỡng mẹ cha thì mau đã hết thầm ơn tặng điền. Ngày dậy tôi sớm lên tu điện để tỏ lòng hiếu thảo mẹ cha. Bốn mùa xuân hạ thu đông phải lo báo bổ đàn ơn mẹ hiền. Nơi tận miền con
phải gặp, phải lập đàn tế lễ cầu sinh, nguyện cho đảng an lành về miền quốc an tâm thân. Nay đã hiếu muôn đời lô mãi, nhưng ngày xưa đã hiếu một liêm, quyết làm cứu mẹ về tay, mới sinh lại Phật về phương cứu nàng. Làm tháng bãi lập đàn tế lễ, Phật chúng tăng mười vị đáo la lập đàn tiếp lễ trai tăng trợ giờ tử tứ độ một hộ thân. Nam dân mẫu thanh đề siêu thoát cơ trở về nghiệp lực lã an nhàn thương xưa tổ lưu tiền là người hiếu thảo tận nghiệp phải nhân. Nam ma mô a di đà phật. A di đà phật. Kinh của Cổ Huyền Thất Tổ đến đây được viên mãn. Chúc cầu quý vị nữ Phật tử được dạng sự thành an. Đây là quyển kinh thứ 6 trong bộ kinh Mẫu Hoàng. Và chúc quý vị nghe kinh được tâm tỏa sáng. Và rất mong quý Phật tử ủng hộ tuần kinh thứ 6, thứ 7 và thứ 8. Chúng tôi sẽ thâu đăng từ đây cuối năm quý 10. A Di Đà Phật.